Dạ, Phương Châu xin chào ạ. Xin chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã cùng quay trở lại với chương trình livestream của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Và chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh fanpage của bệnh viện. Và tin chắc rằng chương trình ngày hôm nay thì sẽ mang đến rất là nhiều kiến thức bổ ích, cũng như là những cái trải nghiệm và những cái phần tương tác sẽ vô cùng hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay ạ. Và chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ xoay quanh về chủ đề là làm gì khi thử ve hai vạch và các xét nghiệm quan trọng trong 3 tháng đầu thai kỳ. Cho nên là chủ đề ngày hôm nay chúng ta thì nghĩ là sẽ hướng đến các anh chị nào mà những cặp vợ chồng mà đang chuẩn bị có em bé, hay là chuẩn bị cưới, hay là những cặp vợ chồng nào mình đã phát hiện có thai, và nhất là trong giai đoạn 3 tháng đầu thì Thùy nghĩ là sẽ rất là quan tâm chương trình ngày hôm nay. Và thì cũng hy vọng là với những cái kiến thức hay như thế này thì chúng ta sẽ cùng lan tỏa đến cho bạn bè người thân của mình thông qua việc mình sẽ chia sẻ chương trình ngày hôm nay trên nền tảng Facebook cho bạn bè người thân của mình cùng theo dõi nhé. Ngoài ra thì như thường lệ thì chúng ta ngoài việc lắng nghe những cái kiến thức từ các diễn giả của chương trình, mình sẽ có phần thảo luận cùng tương tác, chia sẻ những cái vấn đề mà mình còn trăn trở, còn thắc mắc, còn lo lắng. Thì chương trình của chúng tôi sẽ có những diễn giả là các bác sĩ chuyên gia về sản sẽ gửi đến những quý vị những cái lời khuyên, những cái kiến thức rất là bổ ích trong hành trình chuẩn bị mang thai và sanh bé của mình nữa. Thì không biết là quý vị khán giả đang xem chương trình, những ai mà đã có cảm giác qua việc nhìn thấy hai vạch khi mà mình thử thai thì không biết là như thế nào, quý vị có thể comment một số nội dung giúp Thùy ha. Thì chỉ khi mà chúng ta trải qua cái cảm giác này thì mình mới hiểu hết được niềm vui sướng, niềm hạnh phúc của việc mà mình biết là mình làm mẹ, biết được trong cơ thể của mình đang có một cái sinh linh bé nhỏ và đó sẽ là con của mình. Và ngoài ra thì những cái nỗi trăn trở là mình có con rồi thì mình phải chăm sóc và bảo vệ như thế nào, dinh dưỡng trong thai kỳ để làm sao, các cột mốc khám thai quan trọng là những cột mốc nào để mình tuân thủ cho việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mẹ và em bé của mình. Thì ngày hôm nay chương trình rất là hân hạnh được mời đến đây hai diễn giả, và kế bên Thùy là hai bác sĩ mà Thùy rất là yêu mến, là bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Thị Anh Thi, là trưởng khoa sản cũng là trưởng khoa hậu sản của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu ạ. Dạ, bác sĩ Trần Quốc Huy là phó khoa cấp cứu sản phòng sanh của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Dạ vâng, thưa bác Thi, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là hướng đến những cặp vợ chồng chuẩn bị cưới hay là đã cưới, và những cặp vợ chồng đã đang có em bé. Thì không biết là về việc mà chuẩn bị mang thai thì những dấu hiệu nào để mình biết là mình đã có em bé rồi, và khi mà mình thử qua hai vạch xong rồi thì mình sẽ có những cái bước gì tiếp theo trong việc là kiểm tra mình đã có thai hay chưa và thai kỳ của mình sẽ như thế nào. Thì chắc là mời bác Thi sẽ chia sẻ phần này ạ. Chào Thùy, xin chào các em. Thì bác Thi rất là vui được hôm nay được hân hạnh gặp lại các bạn trên cái sóng livestream của bệnh viện ngày hôm nay. Và thì phụ nữ của chúng ta nhiều khi trong lứa tuổi sinh đẻ cũng không phải ai cũng có kinh nguyệt đều. Đôi khi một số dấu hiệu như chậm kinh, hoặc là đang không với mình cảm thấy mình uể oải, hoặc là mất đi tiểu nhiều lần, hoặc là đau trằn bụng gì đó, thì khi đó cái mình mới nghi là mình có thai hay không. Mấy em mới tự mua cái que thử thai, và que thử này thì mình sẽ thử bằng nước tiểu. Dạ. Thì khi cái que thử thai thể hiện trên cái hai vạch, đồng nghĩa lúc đó là nó có cái định tính là tôi đang có thai. Và như vậy thì mình cũng không biết là thai này được bao nhiêu tuần rồi, hoặc là cái túi thai nó đã vào trong lòng tử cung hay chưa, nó có bám đúng vị trí ở trong tử cung hay là nó ở đâu đó ở phía ngoài. Thì như vậy sự thụ tinh thì theo mấy em biết, cái khi có thai thì trứng và cái tinh trùng gặp nhau thì sẽ có sự thụ tinh, và vào 7 ngày sau khi có cái quan hệ vợ chồng để có sự thụ tinh đó thì cái phôi thai nó mới làm tổ ở trong lòng tử cung. Là cái sự di chuyển này nếu như thuận lợi thì sẽ trứng, cái phôi nó sẽ bám vào lòng tử cung, thì đó là gọi là bám đúng vị trí và sẽ hình thành nên em bé. Mỗi ngày sẽ có sự phát triển lên. Đôi khi cái sự di chuyển của cái phôi thai này nó có sự trục trặc, nó không bám vào lòng tử cung mà nó bám ở vòi trứng chẳng hạn, hoặc là lạc ở một vị trí nào đó, thì coi như là người ta nói là thai bám sai vị trí. Vậy thì tất cả những trường hợp này đều có những cái dấu hiệu mà chúng ta thấy là có nôn, buồn nôn, hoặc là có cái uể oải, đau vú chẳng hạn. Tuy nhiên thì cần phải đến bác sĩ để thăm khám xem cái thai này có bám đúng vị trí hay chưa. Dạ. Thì tiếp theo câu hỏi của thì nãy câu nói như vậy thì
vừa tép thai hai gạch. À, mà đối với những cái cặp vợ chồng đang mong muốn con thì đây là một cái niềm vui vỡ hòa. Vậy thì bạn sẽ có rất là nhiều câu hỏi đắn đo là vậy thì em sẽ chăm sóc làm sao cho tốt nè, thai em được bao nhiêu tuần rồi nè, vậy thì em đi siêu âm hay em làm cái gì tiếp theo, đúng không thì? À, như vậy thì lời khuyên của chúng ta lúc này, ví dụ như những cái bạn mà có vòng kinh đều mà nếu như mới trễ kinh từ 3 tới 5 ngày thôi thì chớ vội, cũng không vội gì đi siêu âm liền. Tuy nhiên những cái bạn mà trễ kinh đã có hơi lâu hoặc có trằn bụng, có đau gì đó thì nên đến bệnh viện khám liền. Dạ, thì ở cái lần đầu khám này thì mục tiêu của mình sẽ khám để siêu âm. Và trên siêu âm, nhất là cái siêu âm đầu dò âm đạo, sẽ giúp mình định được túi thai nó đang ở đâu, nó bám, nó là vào đúng buồng tử cung hay là nó chưa vào trong buồng tử cung, thì cũng có để bác sĩ có một cái kế hoạch theo dõi hoặc là định tuổi thai cho mình ở cái bước đầu này. Dạ. Dạ, cảm ơn bác Thi. Thì thường trên mạng xã hội chúng ta cũng thấy là những cái chia sẻ, những cái story, những cái status về việc mà đăng cái hình que thử thai hai vạch lên và có những cái icon rất là hạnh phúc, lúc nào cũng hạnh phúc hết. Thì thường khi mà cầm cái que hai vạch lên thì chúng ta sẽ đúng như bác Thi nói là vỡ òa hạnh phúc rồi đó, hạnh phúc trước, và sau đó sẽ là những cái lo lắng, những cái câu hỏi mình đi khám khi nào, khi nào mà mình sẽ đến bệnh viện nào khám, mình sẽ theo dõi thai kỳ như thế nào nữa. Thì đối với bác Thi, trong việc mà mình biết là mình hai vạch thì mình đi khám rồi đó, thì khi mà đến bác sĩ thì mình mới tư vấn những cái dinh dưỡng, những cái chế độ sinh hoạt tiếp theo, đúng không bác? Như vậy vậy nè, thì khi mà test được hai vạch rồi đó thì mình đến để có sự thăm khám của bác sĩ sản khoa. Thì qua thăm khám thì như trao đổi thì bác Thi cũng có thể hỏi thăm về sức khỏe của mình, thăm khám về sức khỏe tổng quát, xem cái người mẹ bầu này có đủ sức khỏe để mang thai, hay là mình có đang thiếu máu, hay có một cái vấn đề gì về sức khỏe chưa có ổn định. Hoặc là mình sẽ hỏi thăm về tiền sử, như là mình đã từng có tiểu đường hay là bệnh lý tuyến giáp, hay là trong tiền sử đã từng có những cái lần mất mát như là sảy thai chẳng hạn, sảy thai liên tiếp, hoặc là nó có những cái nguy cơ. Thì ở lần đầu tiên này bác sĩ sẽ giúp mình tầm soát, sẽ tìm hiểu những cái bất thường, và song song đó sẽ có cái sự siêu âm. Thì qua siêu âm thì trên siêu âm sẽ hệ thống lại cho chúng ta biết là túi thai này nó đã bám vào buồng tử cung chưa, túi thai được bao nhiêu tuần, tuần này gọi là tuần vô kinh, hoặc là khi có phôi thai hay chưa, một phôi hay hai phôi, một túi thai hay hai túi thai. Đôi khi có những trường hợp mình ở lần siêu âm lần đầu, nhiều khi nhiều mẹ bầu vỡ òa ra, em được hai song thai, hai túi thai chẳng hạn, hoặc là hai phôi thai chẳng hạn. Thì giai đoạn đầu này là khá là quan trọng để cho bác sĩ tiếp cận với mẹ bầu từ sớm, và từ đó mới có những cái phương án kế hoạch điều trị. Và cũng như theo khuyến cáo thì khi những cái mẹ bầu mà phát hiện có thai từ giai đoạn sớm này nè, thì bác sĩ sẽ bổ sung những cái dinh dưỡng. Thí dụ như người ta khuyến cáo là mình sẽ được bổ sung cái acid folic hoặc là D3. Một số mẹ bầu mà có tiền sử hạ canxi chẳng hạn thì cũng được bác sĩ bổ sung sớm trong những giai đoạn này. Hoặc là những người có tiền sử sảy thai hoặc thai ngưng tiến triển gì đó, bác sĩ có những cái phương pháp để tư vấn kỹ hơn, tốt hơn cho từng cá thể hóa trường hợp. Dạ, em cảm ơn bác Ti. Vậy là theo cách em hiểu là mình phát hiện hai vạch thì mình nên đến bác sĩ để mà thăm khám siêu âm. Và bác sĩ cũng sẽ khai thác là ví dụ mình đang mang thai lần đầu tiên, hay là mình đã từng có thai nhưng mà giống như bác nói là chưa có suôn sẻ, ví dụ như là sẽ thai hay gì đó, thì mình sẽ có một cái kế hoạch quản lý thai kỳ riêng. Thì giống như Thùy thấy là đôi khi là các anh chị đến thăm khám thì nói là em ơi, chị hai vạch thì chị khám gì giờ, thì giống như bác nói là mình sẽ khám sản, phòng khám sản, rồi sau đó sẽ có một cái sổ thai, thì trong đó sẽ có những cái cột mốc khám thai. Dạ, cảm ơn bác Thi. Có một cái câu hỏi hơi cũng liên quan nhưng mà hơi mà làm một xíu, là đối với các anh chị mà dạy như là đã có bé rồi nhưng mà khoảng cách lâu, 5-7 năm mới có em bé, rồi độ tuổi cũng khoảng từ 35 trở lên, thì cái chế độ dinh dưỡng trước khi mà mình để em bé thì mình còn phải bổ sung những cái gì? Đây là một trong những cái trăn trở, ngay cả người thân quen của em cũng có chia sẻ như vậy. Khi mình mang thai đó thì cái chế độ dinh dưỡng của người mang thai thì mình có những cái lưu ý chút xíu thôi. Thì mình sẽ có sự ăn uống theo ý thích,
Tuy nhiên thì có những về dinh dưỡng, người ta khuyến cáo là mình sẽ chọn cái thực phẩm dễ tiêu, hạn chế những cái đồ hộp, thí dụ như những đồ hộp hoặc là những cái đồ thức ăn mà mình bảo quản không tốt, nó làm rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc thực phẩm thì không nên. Rượu bia, hoặc là những cái nước uống có ga, hoặc là cà phê, trà thì cũng phải hạn chế. Những trong giai đoạn sớm của túi thai sớm thì một số dân gian thì người ta cũng khuyến cáo như kiêng bùn ngót, rau bùn ngót nè, hoặc là đu đủ non á, đu đủ sống thì mình cũng kiêng. Riêng đu đủ chín thì vẫn ăn được bình thường, những thực phẩm thì ăn đa dạng và hạn chế những cái thực phẩm mà liên quan tới phẩm màu. Người ta thấy là cái nồng độ chì mà cao thì có nguy cơ tổn hại trên cái phôi thai rất là cao, cho nên những thức ăn như là cá biển mà có thủy ngân nhiều thì cũng khuyến cáo không có nên ăn nhiều ở giai đoạn sớm, hoặc là những cái thực phẩm mà có nồng độ chì cao thì cũng phải kiêng trong giai đoạn này á. Thì dạ, thì đây là một trong những cái kiến thức mà thầy nghĩ là sẽ dành cho rất là nhiều người á, tại vì thường các anh chị mình mà chuẩn bị để em bé á, thì mình chưa biết mình có thai hay không. Thì nếu mà trường hợp mà mình đang để bé thì cũng nên lưu ý những cái vấn đề liên quan đến phần sinh hoạt hay dinh dưỡng giống như bác Thi có chia sẻ vừa rồi. Dạ, cảm ơn bác Thi nhiều. Nên là trong cái nội dung đầu tiên này thì các anh chị mình có những cái câu hỏi gì theo thì mình comment lên khung chat nhé. Thì sau phần chia sẻ kiến thức thì thầy sẽ gửi những cái câu hỏi cho quý vị khán giả đến cho bác Thi giải đáp thêm. Dạ, chắc là thầy sẽ trao đổi với bác Huy một xíu. Thì đối với trường hợp mà mình đã phát hiện mình có thai rồi và thai kỳ của mình bình thường, dạ, thì những cái xét nghiệm nào mình cần tuân thủ trong giai đoạn 3 tháng đầu? Dạ. Cảm ơn câu hỏi của Thùy. Lời đầu tiên thì bác sĩ Huy xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Rất vui và hân hạnh được tiếp tục đồng hành với quý vị khán giả. Thì đây là một câu hỏi rất là hay, và có thể là các chị bầu khi mà đã biết mình có thai rồi thì cũng lo lắng về những cái điều này. Thì mình cần phải xét nghiệm gì trong 3 tháng đầu thai kỳ? Thì bác sĩ Huy xin nói qua về những cái xét nghiệm, những cái chỉ định cận lâm sàng cần thiết trong 3 tháng đầu thai kỳ. Nó sẽ có thể chia ra làm 2 phần. Một phần cho đó, xét nghiệm cho mẹ, và một phần xét nghiệm cho bé của mình. Rồi, đối với những xét nghiệm cho mẹ thì trong 3 tháng đầu thai kỳ thì mình sẽ làm những cái xét nghiệm tổng quát cho mẹ, ví dụ như là làm công thức máu để xác định xem là mẹ có bị thiếu máu hay không, để có thể mình sẽ điều chỉnh sau, có kế hoạch điều chỉnh sau đó. Rồi, mình sẽ làm nhóm máu để biết là mẹ có phải là nhóm máu hiếm hay không, ta gọi là rời suất âm đó. Đối với những thai kỳ mà rời suất âm thì chúng ta sẽ có những cái quá trình quản lý khác so với một cái thai kỳ rời suất dương bình thường. Rồi, những cái xét nghiệm tiếp theo cần làm đó là xét nghiệm về chức năng gan, chức năng thận, chức năng tuyến giáp của mẹ, để xem mẹ có những cái bệnh lý về gan, về tuyến giáp hay không, để nếu mà có bệnh lý thì bác sĩ có thể sẽ điều chỉnh kịp thời cho mình. Rồi, và một cái xét nghiệm mà rất là quan trọng, không thể thiếu trong 3 tháng đầu thai kỳ đối với mẹ, đó là các bệnh lý có thể lây truyền mẹ con, ví dụ như là viêm gan B, viêm gan C, giang mai, HIV. Đó là những cái bệnh lý mà có thể lây truyền mẹ con. Khi mà mình phát hiện sớm, ví dụ những trường hợp mà có những bệnh lý đó, thì sẽ có những cái biện pháp điều trị để hạn chế lây truyền cho em bé của mình. Một điều quan trọng trong 3 tháng đầu thai kỳ nữa là cái xét nghiệm về những con virus mà khi mà mẹ nhiễm trong 3 tháng đầu thai kỳ mà có thể gây ảnh hưởng đến bé, phần nào gây dị tật cho bé của mình, ví dụ như là rubella, rồi CMV là cytomegalovirus đó. Đó là những virus mà khi mình nhiễm trong 3 tháng đầu thai kỳ thì có thể ảnh hưởng đến bé. Nên khi mình biết mình có thai, đặc biệt là trong tuổi thai từ ở bệnh viện Phương Châu thì ở tuổi thai từ khoảng 7 tuần đến 9 tuần, khi mà mình đã thấy được tuổi thai, khi đã có tim thai rõ ràng, khi đã có ngày dự sanh thì bác sĩ sẽ cho mình thực hiện những cái xét nghiệm đó để những xét nghiệm tổng quát cho mẹ. Về cái xét nghiệm cho bé thì ở giai đoạn từ 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày thì mình sẽ có thể làm xét nghiệm sàng lọc cho bé. Đầu tiên là mình sẽ thực hiện cái siêu âm 3 tháng đầu. Đây là một cái siêu âm quan trọng để mình sẽ đánh giá đo độ mờ da gái của em bé. Rồi, phần nào mình sẽ đánh giá khảo sát được những cái
bất thường, những cái dị tật sớm mà có những dị tật lớn mà có thể gây chết thai, ví dụ như là thai vô sọ rồi vân vân, những cái chẻ não vân vân, những cái dị tật nặng mà có không dưỡng thai được nữa, thì sau 3 tháng đầu mình có thể phát hiện điều đó. Tại Phương Châu thì mình sẽ có siêu âm đánh giá Doppler động mạch tử cung và xét nghiệm BLGF để mình đánh giá nguy cơ về tiền sản giật cho mẹ. Để nếu mà những trường hợp mà mẹ bầu có nguy cơ cao bị tiền sản giật thì chúng ta sẽ có uống thuốc để dự phòng. Một phần mà có thể là tất cả mọi mẹ bầu đều quan tâm đó là mình sẽ sàng lọc về dị tật cho bé của mình. Thì mình có thể thực hiện cái double test hoặc là cái NIPT mà mình hay gọi là NIP đó, để sàng lọc những bất thường về những các nhiễm sắc thể thường gặp như là trisomy 13, 18, trisomy 21 và cái bất thường về nhiễm sắc thể giới tính. Thì sau khi siêu âm 3 tháng đầu có độ mờ da gái bình thường thì bác sĩ sẽ tư vấn cho mình những cái biện pháp sàng lọc dị tật cho con trong 3 tháng đầu thai kỳ. Dạ em cảm ơn bác Huy. Thì theo thầy biết là giai đoạn trước 13 tuần 6 ngày mình sẽ có cái double test, còn có cái triple test nữa. Thì hai cái này nó có giống nhau không bác Huy? Thật ra triple test là khác. Triple test là khi mà những trường hợp mà chúng ta biết có thai, mà mẹ bầu biết có thai trễ khi nó đã qua 3 tháng giữa của thai kỳ, thì chúng ta sẽ không thực hiện double test mà chúng ta sẽ thực hiện triple test. Đối với những mẹ bầu mà có kinh tế cũng không có đủ kinh tế thì mình có thể thực hiện triple test. Tuy nhiên thì bác sĩ khuyến cáo thì khi mà đã qua 3 tháng đầu thai kỳ rồi thì có thể mình thực hiện cái NIP để mình đánh giá tốt hơn. NIP thì nó sẽ có độ nhạy, độ đặc hiệu và khả năng phát hiện được những cái bất thường về lạch bội, nhiễm sắc thể, bất thường về nhiễm sắc thể tốt hơn so với cái triple test. Dạ em cảm ơn bác Huy. Thì thông thường thì hiểu tâm lý của các mẹ là sẽ phân vân giữa việc mà mình nên thực hiện double test hay là cái NIP giống như bác Huy nói. Thì chúng ta cũng biết là cái NIP thì cái chi phí của nó sẽ cao hơn, tuy nhiên nó sẽ có những cái ưu điểm nhất định. Thì chắc chỗ này không biết là đối với một số anh chị mà mình có thể hơi chủ quan một xíu là mình sẽ bỏ qua cái giai đoạn này, thì bác Huy có một cái lời khuyên nào nhất định dành cho cái việc mà xét nghiệm double test hoặc là NIP trong giai đoạn từ 11 đến trước 13 tuần 6 ngày để các anh chị mình có thể lưu tâm hơn về cái giai đoạn này? Thật ra đây là một giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ để sàng lọc bất thường cho bé, là một cái giai đoạn quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất trong cái quá trình mang thai của chúng ta. Thật ra ngày xưa thì chúng ta không có thực hiện những cái xét nghiệm này đâu. Nhưng mà bây giờ có thể là điều kiện kinh tế chúng ta đã tốt hơn, thì mẹ bầu cũng chú ý đến sức khỏe sinh sản của mình nhiều hơn, nên vừa khi có bầu là mình đã phát hiện được rồi. Nên bác sĩ khuyên là mình nên thực hiện những cái sàng lọc trong 3 tháng đầu thai kỳ cho để đảm bảo cho chúng ta có một thai kỳ khỏe mạnh. Mình không nên bỏ qua cái giai đoạn này, trừ những trường hợp mà mình có thai mà mình không biết, rồi khi mình phát hiện nó đã qua giai đoạn này thôi. Nhưng mà khi mình đã biết sớm, biết có thai sớm thì chúng ta nên thực hiện. Dạ, cảm ơn bác Huy. Thì giống như bác Huy nói, bác Thi là thời mà ông bà nội bà ngoại của mình lúc đó thì đâu có những cái xét nghiệm như vậy đâu. Thì chúng ta thường quy ra cái thời trước mà nó lúc đó đâu có, hiện giờ cũng như vậy thôi. Nhưng mà thật sự là đối với giai đoạn mà hiện đại như bây giờ thì người ta, lý do tại sao người ta phải nghiên cứu ra những cái xét nghiệm này để gì? Tại vì phục vụ cho sức khỏe người phụ nữ thôi. Nên là Thùy nghĩ là đây là một trong những cái xét nghiệm quan trọng. Tại vì khi mà chúng ta thấy được những cái trường hợp, những cái hệ quả của việc mà mình chưa phát hiện ra và mình sanh bé ra, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu được cái cảm giác của những bậc làm cha làm mẹ đau lòng như thế nào khi mà không xét nghiệm trước và chứng kiến con của mình sẽ có những cái dị tật phía sau. Thì đây là một trong những cái nội dung mà Thùy cũng như các bác sĩ mong muốn nhấn mạnh để các anh chị mình sẽ tuân thủ trong cái giai đoạn xét nghiệm này. Và có một số trường hợp, nếu như chúng ta qua cái giai đoạn này các bác, thì mình vẫn làm NIP được, nhưng mà cái giai đoạn nào tối đa là mình có thể làm NIP được, và cái giai đoạn nào mà mình qua rồi mình không thể nào làm được nữa không bác? Thật ra qua 3 tháng giữa thai kỳ, khi mà chúng ta có phát hiện có thai mà chúng ta đã qua được cái mốc 3 tháng đầu thai kỳ rồi, thì chúng ta có thể làm cái NIPT. Tuy nhiên nếu mà trễ quá thì thôi, trễ quá mình đã quyết định là thai mình có sao thì mình vẫn nuôi vậy thôi, thì có thể mình không cần làm.
nếu mà trễ quá, mình phát hiện có bầu mà trễ quá. Song song với cái nếp chẳng hạn á, thì nếu mà trễ như vậy thì không thực hiện nữa, thì ngoài không phải mình chỉ đơn thuần cái nếp không, mà trong quá trình khám thai bác sĩ còn có siêu âm gọi là siêu âm hình thái thai vào giai đoạn từ 20 tuần thì mình sẽ có siêu âm hình thái thai rồi siêu âm tim của thai. Thì những cái bệnh viện có cơ sở vật chất tốt thì cái siêu âm hình thái thai cũng là khá chính xác, cái độ chuẩn quá để coi các mặt cắt ở trên cái em bé cũng giúp chúng ta phát hiện được những cái thai kỳ khỏe mạnh hoặc là có những cái bất thường gì đó. Dạ. Cảm ơn bác Thi nhiều. Thì đây là một trong những vấn đề mà gia đình của các mẹ bầu sẽ quan tâm rất là nhiều. Thì khi mà một thai kỳ mình xét nghiệm nè, rồi mình siêu âm mà biết con mình khỏe mạnh, tâm lý của mẹ khỏe thì bé mới khỏe được, đúng không ạ? Thì thay vì chúng ta cứ kiểm tra đi để mình có một cái thai kỳ mình yên tâm, mình thoải mái hơn, và khi mà mẹ thoải mái thì sinh bé ra bé cũng sẽ vui vẻ và happy hơn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn bác Thi và bác Huy rất là nhiều. Thì hiện tại là các anh chị mình có thể gửi các cái trao đổi, Thùy sẽ chia sẻ đến cho các bác sĩ nhé. Có một câu hỏi của quý vị khán giả có hỏi là que thử lên vạch mờ thì khả năng có thai cao không ạ? Dạ, chắc là Thùy hiểu là một vạch đậm rồi một vạch mờ ở bác Thi. Dạ, chắc là mời bác Thi chia sẻ. Như lúc nãy bác Thi có nói lúc đầu chương trình đó, thì đôi khi có những phụ nữ mà kinh nguyệt không có đều á, thì khi kinh nguyệt không đều thì cái ngày rụng trứng mình cũng không có xác định được, và vậy thì cái sự thụ thai mình cũng sẽ chưa biết ngay lúc nào. Nhiều khi bạn chỉ cảm nhận là nó hơi mệt mệt, hơi khó chịu rồi bạn thử que. Thì thử que đây chỉ là một cái xét nghiệm định tính. Định tính có nghĩa là nhận biết là em có dấu hiệu này giống như có thai rồi đó. Thì nó vậy thì nó cũng chưa có rõ ràng. Vậy thì nếu như không đau bụng, không có chóng mặt, không có những cái khó chịu nhiều thì mình có thể chờ thêm chừng tầm một tuần rồi mình đến bệnh viện để mình khám. Hoặc là một số mẹ bầu nôn nóng, lo lắng nhiều, có những trường hợp là rất là áp lực thì muốn đến bệnh viện để khẳng định có phải có thai sớm hay không, thì sẽ được bác sĩ làm xét nghiệm về máu, có nghĩa là bác sĩ sẽ cho định lượng cái beta HCG. Thì nếu beta HCG nó có dương tính, có cái chỉ số rõ ràng, thì bác sĩ sẽ kết hợp giữa cái beta HCG và cái siêu âm để mới khẳng định cho mình biết là thai này như thế nào. Còn cái que mờ mờ đôi khi cũng bị là dương tính giả đó, thì cũng rất là nhiều trường hợp đến gặp bác Thi nói là đã có vạch đậm, vạch lợt, nhưng mà khi kiểm tra ra thì không phải có thai. Hoặc là có nhiều người cứ thử mà nói là âm tính, nhưng mà khi tới mình siêu âm là thai 12 tuần rồi. Vậy thì cái que phải có sự thử nó khá là, nên mấy bạn phải thử đúng, và cái que phải là cái que chuẩn. Chứ nhiều khi trên thị trường có những cái que nó không chuẩn lắm thì cũng làm dương tính giả hoặc âm tính giả. Dạ, rất là nhiều câu hỏi từ quý vị khán giả nha. Nhưng mà Thùy đọc câu hỏi của quý vị khán giả có nick là vừa đủ nha. Dạ. Anh chị có hỏi là có nên xét nghiệm tiểu đường không ạ? Em bầu đôi mà xét nghiệm nhịn ăn với lấy máu nhiều, em sợ thiếu máu quá, em sợ không trụ được. Với bệnh viện mình xét nghiệm tiểu đường không ạ? Dạ, thì chắc là mời bác sĩ Huy sẽ giải đáp ạ. Câu hỏi này thì nó cũng hơi đi chệch qua so với cái 3 tháng đầu thai kỳ của mình. Thì thật ra tiểu đường thai kỳ là một cái bệnh lý có thể nói là cũng cần phải kiểm soát tốt trong quá trình mang thai. Nên chúng ta, tất cả các mẹ bầu, bác sĩ, những cái mốc khám thai bác sĩ sẽ đề xuất là mình sẽ thực hiện cái tầm soát đái tháo đường thai kỳ. Thì thường cái tầm soát đái tháo đường thai kỳ mình sẽ thực hiện vào cái tuần thai thứ 24 đến 28 trong thai kỳ. Đối với những mẹ bầu mà trước đó không có bị tiểu đường, xét nghiệm bằng cách là chúng ta sẽ lấy máu trước một lần, sau đó chúng ta sẽ được uống nước đường, và sau một tiếng đồng hồ chúng ta sẽ lấy máu lần thứ hai, và một tiếng đồng hồ tiếp theo chúng ta sẽ lấy máu lần thứ ba. Thật ra những lần lấy máu đó thì nó có thể là nó sẽ hơi mệt đối với mẹ bầu thôi, nhưng mà nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của mình. Cái lượng máu lấy ra nó cũng chỉ vừa đủ để mình xét nghiệm thôi, không sẽ không gây nên những cái tình trạng thiếu máu.
có một số mẹ bầu thì có thể trong quá trình uống nước đường để xét nghiệm máu sẽ hơi mệt, nhưng mà mình nằm nghỉ ngơi một xíu thì có thể nó sẽ khỏe lại, chứ nó không đến nỗi nào mà thiếu máu giống như bạn lo lắng, nên bạn cứ yên tâm. Dạ, tại vì khi mà mình có cái gọi là xét nghiệm tiểu đường thai kỳ thì chắc chắn là có nghiên cứu, nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ, mà chỉ là kiểm tra sức khỏe cho mẹ thôi, nên là quý vị có thể yên tâm hơn nhé. Câu hỏi của anh chị có nick là Hoàng Hạ thì có hỏi một câu hỏi là em đang mang thai tháng thứ 3 nhưng em hay bị ngứa vùng kín, lúc tuần thứ 7 của thai kỳ cũng đã bị, em đi khám nhưng tình trạng có giảm, hiện tại thì đang bị lại nữa, em có cần đi khám lại không hay lấy đơn thuốc cũ mua uống cũng được vậy thưa bác sĩ? Dạ, thì với câu hỏi này chắc em nhờ bác Thi sẽ giải đáp. Chào em, thì khi mang thai á, thì người phụ nữ sẽ có một cái sự biến đổi về giải phẫu và sinh lý, thì các cơ quan đều có thể thay đổi, và ở vùng âm đạo cũng vậy. Người âm đạo của người phụ nữ mang thai nó sẽ tăng tiết dịch hơn, cũng giống như cái độ pH nó acid hơn, do đó là người phụ nữ mang thai rất là dễ viêm nhiễm, dễ nhiễm nấm nếu như chúng ta không có một cái bảo vệ, không có thay đổi cái môi trường này, thì cái viêm nhiễm này nó có thể tái tới tái lui, và khi cái viêm này nhiều nó sẽ đưa đến những cái ảnh hưởng trên thai kỳ, ví dụ như có thể sảy thai hoặc có thể đưa đến một cái sanh non hoặc vỡ ói non chẳng hạn. Thì nếu như đã có tình trạng mà ngứa biểu hiện phía ngoài thì có thể đây là một trường hợp nó viêm âm đạo hoặc là có thể viêm âm hộ, thì bạn nên đến cơ sở y tế để khám. Thì không thể nào dùng một cái đơn thuốc cũ được, và qua thăm khám thì bác sĩ sẽ lấy cái huyết trắng, lấy khí hư để soi xem coi mình nhiễm tác nhân gây lây truyền là cái gì, tác nhân là nhiễm nấm hay là nhiễm cầu khuẩn, rồi tùy vào cái tính chất của huyết trắng, tính chất của bệnh cảnh lúc đó hoặc là tính đặc điểm của cái sôi tươi đó để bác sĩ điều trị, có thể là chỉ đơn thuần là cho thuốc rửa hoặc là tư vấn để cho em chăm sóc vệ sinh cá nhân tốt hơn, nó phù hợp thì nó sẽ ít tái nhiễm hơn, hoặc là cho thuốc đặc âm đạo. Và thông thường theo khuyến cáo là các bác sĩ cũng phải hạn chế những các thuốc đặc mà ảnh hưởng tới thai, nhất là trong 3 tháng đầu thai kỳ. Thì trước 12 tuần thì hầu như các bạn biết phôi thai giai đoạn này là giai đoạn phân chia cơ quan, em bé sẽ được hình thành các cơ quan là phân chia đầu, mặt, cổ, cục sống, tay, chân, và hoàn thiện cái hệ thống thần kinh cho bé. Cho nên tất cả các thuốc mà sử dụng đều phải được sự đồng ý của bác sĩ, chứ không tự mua. Em cảm ơn bác sĩ Thi. Thông thường cũng có một số anh chị là cũng có đơn thuốc cũ á, thường sẽ lấy đơn thuốc đó mình sẽ mua lại. Tuy nhiên là tùy vào thời điểm á, tùy vào tình thể trạng sức khỏe mà sẽ có một cái liệu trình khác nhau. Nên là tốt nhất là mình nên đến để bác sĩ thăm khám xem là tình trạng của mình đang như thế nào để có một cái phương pháp nó phù hợp hơn ha quý vị. Dạ chắc cho Thùy có thêm một xíu trao đổi với bác sĩ Huy là đối với những trường hợp mà vợ chồng trẻ chuẩn bị mà muốn có con á, thì với cái thời gian nào là mình nên đi khám kiểm tra sức khỏe trước, rồi mình sẽ thực hiện những cái xét nghiệm gì hay là những cái thăm khám gì để mình biết là hai vợ chồng của mình đủ sức khỏe để chuẩn bị cho em bé. Cảm ơn câu hỏi của Thùy. Thì đối với những cặp vợ chồng mà chúng ta đang chuẩn bị có thai, chúng ta muốn có bé, thì tốt nhất chúng ta nên đi khám sức khỏe khoảng chuẩn bị tốt nhất là khoảng 3 tháng trước khi có ý định mà mình để bầu á. Thì những cái xét nghiệm tổng quát như bác sĩ Huy có chia sẻ khi nãy thì mình sẽ làm cho hai vợ chồng về công thức máu, về nhóm máu của hai vợ chồng để xem mình có rơi vào tình trạng nhóm máu hiếm hay không, và xét nghiệm công thức máu xem mình có thiếu máu hay không. Một cái bệnh lý mà gọi là khá phổ biến đối với khu vực phía Nam của mình đó là bệnh lý thalassemia. Thalassemia là bệnh lý mà thiếu máu di truyền, nên hai vợ chồng khi mà trước khi có bầu thì mình nên xét nghiệm công thức máu, để khi mà ví dụ như trên cái công thức máu mà có hình ảnh của thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc thì bác sĩ sẽ đề nghị cho mình xét nghiệm gen để xem là hai vợ chồng mình có mắc cái bệnh thalassemia hay không. Nếu mà trường hợp mà có mắc bệnh thalassemia thì sẽ có những cái lời khuyên tiếp theo cho hai vợ chồng để mình có một cái thai kỳ khỏe mạnh. Tránh trường hợp là mình không có xét nghiệm trước
rồi khi mình đã bầu rồi tới khi mà bé mình phát hiện ra những cái bất thường trên siêu âm, ví dụ như phù thai, những cái bệnh cảnh của thiếu máu đó, thì lúc đó thì nó cũng đã muộn, nên chúng ta sẽ xét nghiệm trước, những cái xét nghiệm tổng quát cho hai vợ chồng. Rồi thì hai vợ chồng cũng sẽ xét nghiệm những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục, những cái bệnh mà có thể lây truyền cho con như viêm gan B, viêm gan C, gan mai, HIV vân vân. Rồi xét nghiệm, chúng ta có thể xét nghiệm kháng thể của rubella để xem chúng ta có kháng thể hay chưa, kháng thể đối với viêm gan B để xem chúng ta có kháng thể đó hay chưa, để chúng ta chuẩn bị tốt nhất cho thai kỳ của mình. Và trước khi có thai thì bác sĩ khuyên mình nên chích ngừa những cái vaccine, nên tiêm ngừa trước khi có bầu, ví dụ như là sởi, quai bị, rubella, thủy đậu, viêm gan B. Thì tốt nhất là sau khi chúng ta hoàn thành những cái mũi tiêm đó, thì 3 tháng sau thì chúng ta sẽ bắt đầu để bầu là tốt nhất. Rồi thì song song với đó thì chúng ta sẽ thực hiện chúng ta sẽ bổ sung dinh dưỡng, sẽ bổ sung những cái vitamin cần thiết, rồi bổ sung acid folic để dự phòng những cái bất thường về hệ thần kinh cho em bé của mình. Rồi đó là những cái xét nghiệm mà cần thiết trong 3 tháng đầu thai kỳ. Thì giống như bác Huy nói, thì chỉ khi mà mẹ quan tâm và mẹ khỏe thì bé khỏe. Dạ. Và câu hỏi tiếp theo của chị có nick là Huyền Ni, chị có hỏi là bác sĩ cho em hỏi, em đang mang thai 7 tuần, bé đầu em bị tiền sản giật sanh năng 31 tuần. Vậy bé sau này có giống vậy không và có cần hạn chế khi ăn uống gì không? Dạ, em mời bác sĩ Thi ạ. Dạ, chào em. Thì nếu như lần mang thai đầu em có tiền sản giật thì mình phải nên kiểm tra sau khi sanh của lần đó. Tiền sản giật mà sanh ở thời điểm 31 tuần á, thì bác Thi nghĩ lần trước là em đang là một cái tiền sản giật có dấu chứng nặng, thì bác sĩ mới chấm dứt thai kỳ ở thời điểm 31 tuần. Như vậy thì ở thời điểm sau sanh á, là mình phải được bác sĩ khám sàng lọc xem coi mình đã được trở về bình thường hay chưa, hay là có một cái cao huyết áp mãn tính kèm theo diễn tiến sau đó. Thì đối với cái người mẹ mà tiền sử có tiền sản giật có dấu chứng nặng như vậy thì chuẩn bị mang thai thì em nên đến cơ sở y tế khám trước khi mang thai để bác sĩ sẽ tầm soát bệnh để đánh giá lại cái huyết áp của mình như thế nào. Và trong những cái nghiên cứu người ta thấy mẹ tiền sử có tiền sản giật thì lần này là mang thai sau này cũng có thể có nguy cơ của tiền sản giật. Vậy tóm lại mình phải loại trừ xem có cao huyết áp mãn hay không của lần trước để lại. Và của lần này, nếu là một cái mang thai kỳ lần này, mình sẽ có những cái test để đánh giá cái nguy cơ của tiền sản giật. Và song song đó bác sĩ sẽ có cái dự phòng tiền sản giật cho người mẹ ở mang thai lần này. Thì ha, chắc lời khuyên là mong bạn đến bệnh viện sớm hơn để gặp bác sĩ và để thăm khám rồi tư vấn cho mình cụ thể hơn, chi tiết ha. Dạ, cảm ơn bác sĩ Thi. Dạ, câu hỏi tiếp theo có nick là chị Hồng Loan. Chị có hỏi là em có thai lần đầu và vừa bị lưu thai nên phải bỏ được 23 tháng 1. Theo như bác sĩ ở bệnh viện gần nhà khuyên thì sau ít nhất 3 tháng mới nên để bầu lại, mà hôm nay em chậm kinh 10 ngày thì test 2 vạch. Nếu có bầu luôn bây giờ thì có nguy hiểm gì hay không? Dạ, chắc là em nhờ bác Thi ạ. Dạ. Cho bác Thi hỏi lại cái. Dạ. Có thai lần đầu vừa bị thai lưu nên phải bỏ 23 tháng 1. 23 tháng 1 đến nay 23 mới chưa được 3 tháng á cưng ha. Dạ. Chưa được 3 tháng. Dạ. Thông thường một cái trường hợp mà thai lưu mà vừa ra thai á, thì bác sĩ cũng có lời khuyên là không có nên để thai sớm. Lý do là để cho cái nội mạc tử cung chuẩn bị tốt trở lại và cái sự sức khỏe của người phụ nữ này được bình thường trở lại thì mình chuẩn bị để thai nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên đây là nếu như mình nhạy con, có nghĩa là mình mới đó mình có liền, thì mình nên đến cơ sở y tế sớm hơn để giống như bác sĩ nói khuyến cáo lúc đầu là mình sẽ được cái khám lại để xác định coi cái túi thai này nó vào lòng tử cung hay chưa. Và nếu túi thai nó tốt, nó diễn tiến tốt, phôi thai phát triển tốt, có thêm thai thì bác sĩ cũng vẫn dưỡng thai tiếp cho mình. Bác sĩ có những cái thuốc
hỗ trợ thêm, cũng giống như là mình sẽ bổ sung cái viên vừa có sắt vừa có acid folic, và những cái để tư vấn về cái thực phẩm thì đôi khi chúng ta thấy ngày xưa giống như trở lại cái khúc đầu hồi nãy mình nói là ông bà mình sanh một lượt là 10 đứa con trọn vẹn và không có bị hư đứa nào, cũng không cần phải sàng lọc gì hết. Tuy nhiên nói là của thời điểm ngày xưa thì cái môi trường mình sẽ tốt hơn, mình ăn những thức ăn là rau thì tự trồng, cá thịt thịt nuôi không có tăng trưởng, không thực phẩm không có phẩm màu, những khối bụi không có, môi trường mình rất là tốt, cho nên những cái mà nó biến đổi gen không có. Còn ngày hôm nay thời điểm của mình giờ là với cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật công nghệ, nhiều những cái môi trường mình nó không có tốt, cho nên mình phải càng cẩn thận hơn. Mình chưa có tìm được nguyên nhân thì mình phải cẩn thận hơn và mình phải sàng lọc cho mình đó thì ha. Dạ, cảm ơn bác Thi. Thì giống như theo em hiểu là trước đó của mình thì môi trường tất cả mọi thứ nó trong lành, cái gì nó cũng tự nhiên. Còn với thời điểm hiện tại thì trong thịt này, trong cá đều có thức ăn, nó không còn tự nhiên nữa. Thì chắc là em nghĩ đó là một trong những cái yếu tố mà về việc mà các cặp vợ chồng hiện cũng khó có con. Dạ. Thấp như vậy thì sao? Khi mà mỗi một cái phụ nữ mang thai mà tới gặp thì bác sĩ cũng sẽ tư vấn cái chế độ, cũng giống như nãy thông qua cái chương trình bác thì cũng có khuyến cáo với các bạn là khi mang thai các bạn nên uống nhiều nước nè. Dạ. Không uống rượu, bia, cà phê, thuốc lá. Hoặc là chồng mà hút thuốc lá thì vợ cũng bị hút thuốc lá thụ động đó cưng. Dạ. Nha, thì phải né những cái đó. Rồi trong cái thực phẩm thì mình rau, trái cây mình phải rửa kỹ. Dạ. Chọn thực phẩm sạch. Hoặc là ăn những cái chế độ thức ăn mà không có nồng độ chì hoặc là thủy ngân còn nhiều. Vậy dạ. Thì nó sẽ tốt cho mình hơn. Dạ. Cảm ơn bác Thi. Câu hỏi tiếp theo của quý khán giả có hỏi là chào bác sĩ, vợ em thử que hai vạch, đi siêu âm thì thấy túi thai sớm trong lòng tử cung và nang đơn thùy cộng với nang xuất huyết buồng trứng phải thì có nguy hiểm không, và phải làm gì để bảo vệ sức khỏe của vợ em và thai nhi ạ? Dạ, em xin mời bác sĩ Huy. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì khi mà chúng ta siêu âm theo dõi thai sớm trong lòng tử cung và có một cái nang đơn thùy buồng trứng, thì thường là khi mỗi chu kỳ rụng trứng á, thì khi trứng đã được thụ tinh rồi thì cái vỏ nang nó sẽ phát triển trong cái giai đoạn sớm của thai kỳ để có thể tiết ra nội tiết để nuôi cái thai. Thì đó là một cái nang sinh lý bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà nang có xuất huyết thì thường đối với đa số các trường hợp mà có xuất huyết nang buồng trứng á, thì thường nó cũng sẽ tự cầm, tự giới hạn được. Chúng ta cũng sẽ không cần can thiệp gì nhiều trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Thì có thể bác sĩ sẽ thăm khám rồi cho thuốc để cho cái quá trình cầm máu của nang nó được tốt hơn. Và cái nang thường, đa số những cái nang buồng trứng xuất huyết nó sẽ tự giới hạn. Chúng ta chỉ theo dõi, ví dụ như có những trường hợp mà đau bụng nhiều, những trường hợp hiếm thôi, có thể là nó vỡ nang buồng trứng xuất huyết, thì lúc đó có thể mới cần can thiệp. Còn nếu không thì chúng ta chỉ theo dõi tiếp thôi. Dạ, cảm ơn. Bác Thi có cái này chắc có lẽ nãy bác Thi có hơi sót trong cái trình bày ban đầu á, là đối với những cái mẹ bầu mà có thai giai đoạn sớm á, thì cái trong cái về vận động á, cái này chắc bác tư vấn luôn thêm cái về vận động á, là mình vận động nhẹ nhàng ha. Những mẹ bầu nhiều khi mình mới biết mình có thai cũng chưa có quen, cái cứ thói quen là thứ nhất là đi dép cao gót nè, rồi đi cầu thang nhiều, việc nhiều khi đi nhanh quá thì cũng không nên ha. Vậy thì khi mình biết mình có thai giai đoạn sớm, nhất là những trường hợp có cái khối u buồng trứng mà xuất huyết trong nang như thế này, thì mình vận động nhẹ nhàng, hạn chế những cái động tác mà làm gồng bụng, gập bụng nhiều, cũng giống như những cái bài tập thể dục thì thôi mình bớt lại. Rồi trong quan hệ vợ chồng cũng vậy nữa. Thông thường cái khuyến cáo là nên những trường hợp mà túi thai sớm thì kiêng quan hệ vợ chồng trong vòng tháng đầu, để khi mà cái túi thai nó bám chắc vô lòng tử cung rồi á, thì sau đó thì vợ chồng sẽ sinh hoạt lại bình thường. Dạ. Dạ, cảm ơn bác Thi. Thì đây là một trong những câu hỏi mà thầy cũng định hỏi bác Thi, là ví dụ như là mình cũng đang để em bé đó, thì mình cũng nên quan tâm về cái việc vận động của mình, nó nên nhẹ nhàng lại không bác? À, đúng rồi. Thì, như
dân gian thì mấy bà mẹ lớn của mình thì hay khuyên là con phải đi dép xẹp đi, không có được đi kiếu cao. À, như vậy thì cái lời khuyên của dân gian là có những cái rất là hay. Tại vì khi mà người phụ nữ mang thai á, tự động thì cái tư thế của mình nó sẽ có thay đổi. Cái cột sống mình sẽ thay đổi hơn. Cái bụng ngày càng lớn hơn, cho nên nếu như mình đi những cái dép cao đôi khi mình vấp té ngã. Chưa kể những tình huống mà người phụ nữ mang thai có khi bị hạ huyết áp tư thế, hoặc là hạ thiếu máu hoặc thiếu canxi gì đó, nhiều khi nằm xuống ngồi dậy mà đột ngột cũng gây qua mắt chóng mặt, nên dễ bị vấp té chẳng hạn đó. Thì cho nên trong vận động ở những người phụ nữ mang thai thì đi đứng phải nhẹ nhàng, hạn chế những cái mà gồng co kéo hoặc là rinh sách giặt vật nặng quá thì cũng không nên. Dạ cảm ơn bác Thi. Một trong những cái gọi là rất là chu đáo từ cường bác Thi gửi lại những cái lời khuyên cho tất cả các quý vị khán giả. Dạ rồi, tiếp theo một cái câu hỏi nữa đến từ chị Ngọc Diễm là: bác sĩ cho em hỏi, bầu 10 tuần lâu lâu đau bụng dưới, nhói nhói bên trái thì có sao không ạ? Dạ em mời bác Huy. Có thể là khi mà chúng ta có thai mà bất kỳ những cái tình trạng sức khỏe nào thì cũng đều làm cho mẹ bầu lo lắng, đặc biệt là ra huyết và đau bụng. Thì thường mà khi mà có bầu chúng ta đau hơi trằn trằn bụng dưới, có thể đó là một cái triệu chứng của tình trạng động thai, dọa sảy thai, thì mẹ bầu nên đi khám để có thể bác sĩ sẽ cho mình siêu âm kiểm tra lại xem cái túi thai mình nó có bị tụ dịch, bị bóc tách gì hay không. Cũng không loại trừ những cái trường hợp mà đau bụng không phải do nguyên nhân từ tử cung, từ thai của mình, mà có thể do những cái cơ quan khác trong ổ bụng của mình, nó cũng có thể gây đau bụng. Nên đôi khi là chỉ là một đau bụng tiêu quá bình thường thôi, chúng ta ăn không tiêu thì có những cơn nhu động ruột nên chúng ta sẽ đau thôi. Tuy nhiên thì nếu mà tình trạng đau âm ỉ nó cứ tái đi tái lại thì mình nên đi khám để bác sĩ sẽ cho mình những cái cận lâm sàng để có thể phát hiện được nguyên nhân đau bụng đó là cái gì, để có biện pháp mình điều trị cho nó thích hợp. Nhiều ạ. Tiếp theo câu hỏi của bạn bạn Tài, bạn có hỏi là nói ra hơi ngại, nhưng bác sĩ ơi cho em hỏi, vợ em mang thai 11 tuần, vợ chồng gần gũi có sao không bác sĩ? À đây lúc nãy bác Thi cũng có không ngại. Câu này không có ngại. Đây bác Thi cũng nói luôn, ví dụ như theo khuyến cáo thì người ta nói là trong tháng đầu mới mang thai thì có thể mình kiêng cái quan hệ, và tháng cuối trước kỳ dự sanh thì mình sẽ kiêng, nghĩa là mình kiêng tháng đầu và tháng cuối. Vậy thì khoảng giữa thì có được hay không? Thì nếu như những cái trường hợp mà bác sĩ có chống chỉ định kêu là không quan hệ vợ chồng á, là những trường hợp có nguy cơ sảy thai, những trường hợp nha bám thấp, ví dụ như ở giai đoạn mà bánh nhau nó còn ở cái nhóm 3 trong giai đoạn đầu này nè, hoặc là những cái tình huống mà có dấu hiệu động thai, dọa sảy thai, dọa sinh non á, thì hoặc cổ tử cung ngắn, thì chúng ta sẽ có chỉ định là kiêng quan hệ vợ chồng. Còn nếu như một cái người phụ nữ khỏe mạnh, mang thai khỏe mạnh, có nghĩa là không đau bụng, không có những cơn gò, cũng không bị khí hư, không ra huyết, không có bất thường gì động thai, thì vợ chồng mình có thể sinh hoạt vợ chồng, tuy nhiên phải nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng có nghĩa là hạn chế những cái liên quan tới kích thích vô đầu ti hoặc là đè lên bụng. Thì như vậy thì tự bản thân vợ chồng sẽ tìm những cái tư thế nào cảm thấy thoải mái, cảm thấy dễ chịu. Và đôi khi người phụ nữ mang thai người ta vẫn có những cái nhu cầu về tình dục, chứ không phải là không có. Em cảm ơn bác sĩ Thi. Câu hỏi tiếp theo có nick của chị Trang Trà. Chị có hỏi là chào bác sĩ Thi và bác sĩ Huy. Thì cho em hỏi là em của em thử que hai vạch, vạch đậm, vạch lợt. Em ấy có đi siêu âm, bác sĩ bảo là chưa phát hiện túi thai, nghi ngờ thai ngoài tử cung. Vậy có đúng không ạ? Em cảm ơn bác sĩ. Cho nên em mời bác sĩ Huy giải đáp ạ. Khi chúng ta đã thử que hai vạch, một vạch đậm, một vạch nhạt, mà siêu âm thì chưa thấy túi thai, thì có thể có những cái trường hợp sau đây. Thứ nhất là có thể chúng ta mang thai sớm, có thai giai đoạn sớm, thì trên siêu âm thì chúng ta sẽ chưa thấy được cái túi thai trong lòng tử cung đâu. Hoặc những cái trường hợp mà thai ngoài tử cung thì chúng ta cũng sẽ không thấy được túi thai trong lòng tử cung. Thì đối với những trường hợp này thì
Ngoài cái siêu âm ra thì bác sĩ sẽ cho mình xét nghiệm cái beta HCG là cái chất mà có thai trong máu của mình á, thì cái chất đó nó sẽ chính xác hơn đối với so với những cái trường hợp mà mình thử que rồi. Dựa vào cái nồng độ của beta HCG và dựa vào siêu âm kèm theo những cái thăm khám lâm sàng mà bác sĩ sẽ đánh giá là thai trong tử cung hay là thai ngoài tử cung. Đối với những trường hợp thai ngoài tử cung thì chúng ta sẽ xét nghiệm lặp lại cái xét nghiệm beta HCG sau 48 tiếng để xem cái sự tăng động học của beta HCG đó nó có tăng gấp đôi hay không. Những trường hợp nào mà beta HCG mà không tăng gấp đôi mà khi siêu âm lại thì chúng ta thấy dịch ở bụng nhiều hơn, thấy thai cái khối thai bên ngoài tử cung nó rõ hơn, thì đó là những trường hợp thai ngoài tử cung, thì sẽ tùy vào cái lượng beta HCG, tùy vào kích thước túi thai hoặc là cái tình trạng lâm sàng của mình mà bác sĩ sẽ đưa ra những cái hướng điều trị phù hợp cho mình. Còn trường hợp như bạn nói thì mình cũng chưa xác định được là thai trong hay là thai ngoài đâu, mình cần phải tự theo dõi sức khỏe. Quan trọng nhất là đau bụng, coi có những cái dấu hiệu đau bụng hay không, có chúng ta có mệt nhiều hay không, những cái dấu hiệu của xuất huyết nội hay không. Thì sau những cái lần khám thai thì có thể là giai đoạn sớm nó chưa có thôi, nhưng mà sau đó thì bắt đầu mình sẽ thấy được cái túi thai trong lòng tử cung. Dạ, em cảm ơn bác Huy. Bác Thi, em cũng có dạng như là mình cũng có để ý cơ thể của mình. Đôi khi mà phụ nữ mà gần đến kỳ á thì cũng sẽ có một số biểu hiện như là muốn ói này, rồi chóng mặt, mệt, lừ đừ cũng có, rồi thèm ăn cũng có. Thì em cũng không biết là nó có một cái mối tương quan gì với cái việc mà chuẩn bị có thai của người phụ nữ hay không. Và đối với trường hợp mà đó là những cái dấu hiệu cũng gần như có thai vậy đó, thì làm sao để chúng ta phân biệt giữa là mình gần đến kỳ kinh hay là mình đang sắp có em bé? Dạ. Tại em thấy nó cũng tương đương những cái dấu hiệu với nhau vậy đó bé. Cái biến đổi mà một cái người phụ nữ mà khi có dấu hiệu có thai, mà nhất là mang thai lần đầu á, rõ nhất là biến đổi ở vú. Chúng ta sẽ thấy là tự bản thân cái người phụ nữ mang thai sẽ thấy cái quần vú nó sậm màu lên, nó sậm màu lên, và cái đầu vú nó căng căng, nó đau đau lên. Ví dụ người phụ nữ không có mang thai á, thì gần tới ngày hành kinh, một số người có hội chứng tiền kinh á, cưng là sẽ cảm thấy nó bực bội trong người, rồi uể oải, rồi nhiều khi đau ngực, rồi ngầm ngầm cái bụng, rồi xong đó sẽ ra kinh. Ra kinh xong rồi bình thường lại. Thì khi người phụ nữ mang thai có nghĩa là người ta sẽ có chậm kinh. Bắt đầu một số người nhạy cảm mới vừa cái hơi trễ một vài ngày thôi là người ta sẽ thấy cái đầu vú thay đổi, biến đổi cái quần vú, rồi cộng với lại nghi ngờ vậy đó thì người ta test thai. Ta mua cái que thử thai và thử, thí dụ như thử một vạch thì thôi cứ chờ thêm vài ngày, rồi nếu vẫn chưa ra kinh thì mình sẽ mua cái que mình thử lại lần nữa. Còn nếu như hai vạch thì mình sẽ theo tiến trình giống như hồi nãy giờ chúng ta nói. Dạ em cảm ơn bác Ly. Dạ câu hỏi tiếp theo là của chị có nick là Hiền Muội. Chị có hỏi là bác cho em hỏi, thai em 21 tuần, em hay bị gò thì có sao không? Dạ em mời bác sĩ Huy ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì thai chúng ta đã được 21 tuần rồi mà hay đau hay cảm giác gò bụng thì có thể đây là một cái tình trạng dọ sảy thai. Thì bác sĩ khuyên là khi có trong quá trình mang thai mà chúng ta có những cơn gò, đặc biệt đối với những thai non tháng chưa đủ ngày mà bụng chúng ta có những cơn gò hoặc là ra nước, ra huyết âm đạo, thì mình nên đến những cơ sở y tế để mình thăm khám, để lúc đó bác sĩ sẽ khám đánh giá xem cổ tử cung có mở hay chưa, hoặc là bác sĩ sẽ trên siêu âm bác sĩ sẽ đo chiều dài cổ tử cung của mình để đánh giá chiều dài cổ tử cung nó có bị ngắn đi hay không, những cái lỗ trong cổ tử cung nó như thế nào, nó có bị hở hay không. Thì tùy vào cái tình huống lâm sàng mà bác sĩ sẽ có những cái biện pháp điều trị tiếp theo cho mình. Còn như tình trạng của bạn thì mình nên đến cơ sở y tế để mình thăm khám. Cảm ơn bác Huy. Dạ tiếp theo câu hỏi của quý vị khán giả có nick là Trang Móm. Chị có hỏi là dạ bác cho em hỏi làm sao để phân biệt giữa cơn gò và bé đạp. Vì thai em 16 tuần cảm nhận bé đạp, nay 23 tuần bé đạp nhiều ạ. Dạ em xin mời bác Thi.
À, thông thường á, cái dấu hiệu thai máy á, thì người ta thấy là thai từ 16 tuần tới 19 tuần là người mẹ sẽ tự cảm nhận được cái thai máy trong bụng. Thì dấu hiệu thai máy là như thai đầu tiên chỉ búng nhẹ nhẹ, thì nếu như chúng ta không lắng nghe, không để ý thì ban ngày nhiều khi người mẹ chưa cảm nhận được, và thường chúng ta sẽ lắng nghe vào ban đêm thì bé sẽ búng nhẹ nhẹ trong bụng mình thôi. Thì có thể giai đoạn đầu mấy bạn sẽ nhầm tưởng là giống như cái ruột mình nó sôi, nó cử động ruột chút xíu thôi. Dạ, thì mỗi ngày con mình nó sẽ lớn và cái lực em bé từ sau 20 tuần bé sẽ khỏe hơn, và gọi là cái cử động thai. Đôi khi nhiều khi ông xã mà chở bằng xe máy á, và vợ ngồi phía sau, đôi khi em bé nó đá cái trúng cái lưng của bà luôn. Thì sau từ thai 5-6 tháng là sẽ có cảm nhận như vậy, bé sẽ đạp cái bụng mẹ để ba được cảm nhận như vậy luôn. Thì từ 20 tuần thì sau đó là khoảng đó là bé đã biết lắng nghe. Thí dụ như mỗi buổi tối á, bà có thể áp, bác Thi cũng hướng dẫn những cái ca khám thai với bác Thi. Bà có thể áp tay lên bụng mẹ như nè, dỗ nhẹ nhẹ nói chuyện với con. Con rất là nghe, sẽ cử động ra để cảm nhận được là đang tương tác với ba mẹ. Tuy nhiên ông xã đừng có thấy cái bụng mà xã u lên thấy cưng quá, lấy tay dò hoài, dò cái bụng hoài, dò lên tử cung hoài, thì cái động tác mà cái bàn tay mình mà chạm lên cái tử cung dò hoài vô tình kích thích nó tạo cơn gò tử cung, và tạo vậy thì nó đưa đến những cái dấu hiệu động thai. Nếu mình kích thích lên tử cung quá thì đôi khi đó là dấu hiệu lại không tốt. Vậy thì lời khuyên chỗ này là cái cảm nhận thai máy, cảm nhận được cử động bé là thai khỏe, thể hiện con nó đang khỏe mạnh. Và ông xã không có được dò lên bụng. Ví dụ mình có thể sức thuốc vuốt ve bên ngoài cái da bụng mẹ, da bụng được cưng, dỗ dỗ nhẹ nhẹ được, nhưng không lấy tay dò lên tử cung. Dò càng mạnh cái động thai nguy cơ càng cao. Trong khi đó nhiều khi bác sĩ không để ý, cứ cho thuốc hoài, cho thuốc giảm gò mà hoài không hết, thì cuối cùng là do ông chồng á. Ông chồng cũng cưng quá mà ông gây nên vậy. Cảm ơn bác Thi nhiều. Dạ, thường những cái chia sẻ này chắc là trên Google chắc không có đâu hả quý vị. Chỉ có những chương trình như chúng tôi thì có những cái lời chia sẻ mà nhiệt tâm nhất từ bác sĩ gửi đến cho tất cả các quý vị khán giả. Thì chương trình ngày hôm nay thật sự là chỉ một cái chủ đề, nó nhỏ là không nhỏ nhưng mà khá là quan trọng, là phát hiện mang thai và xét nghiệm 3 tháng đầu thai kỳ. Rồi chúng ta có rất là nhiều vấn đề để thảo luận đến rồi. Nên là hiện tại thì Bệnh viện Quốc tế Phương Châu của chúng tôi thì lúc nào cũng sẽ sẵn sàng và đồng hành cùng với tất cả các quý vị. Không chỉ là chương trình, trong chương trình ngày hôm nay đâu, mà sau chương trình thì phía bệnh viện có những cái kênh hotline, số điện thoại hay là kênh Zalo sản khoa, fanpage đều sẽ sẵn sàng lắng nghe và đồng hành cùng với tất cả quý vị khán giả. Nên là sau chương trình ngày hôm nay, quý vị còn có những cái câu hỏi hay thắc mắc gì thêm thì Thùy cũng mời quý khán giả sẽ gửi về cho bệnh viện để mà các bác sĩ của chúng tôi sẽ có những cái lời khuyên, những cái lời chia sẻ đến tất cả quý vị khán giả nhé. Chúng ta cũng đi đến hết chương trình rồi. Thì sau đây không phải là câu hỏi mà là những cái lời khen, những cái lời cảm ơn từ quý vị khán giả gửi đến cho bác sĩ Huy, bác sĩ Thi. Giống như là hai bác sĩ chia sẻ hay quá, rồi bác sĩ Thi hôm nay đẹp quá. Dạ, có một khán giả là cũng gửi lời cảm ơn bác Thi nè. Cảm ơn bác vì cách đây 4 năm là 2020 thì bác đã theo dõi thai kỳ cho chị Sử Hồng The. Dạ, từ 21 tuần. Và bác cũng là người sanh bé cho chị. Thì cũng gửi lời cảm ơn bác Thi nhân dịp chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Và để trước khi kết thúc chương trình thì Thùy cũng xin mời bác Thi với bác Huy cũng có một số cái chia sẻ, một số cái lời khuyên gửi gắm sau chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Dạ, xin mời bác Thi. Chào các em. Thì bác Thi thì rất là mong muốn các mẹ bầu của mình là gì? Đang mong ước có thai thì sẽ có thai và đạt được cái bé ngoan, bé khỏe mạnh, để mẹ vừa khỏe, bé vừa khỏe. Và cũng qua chương trình này, nếu như những mẹ bầu đang có thai rồi thì mình sẽ đồng hành, bác sĩ Thi cũng mong muốn được đồng hành cùng các bạn cho tới sanh ra được em bé khỏe mạnh luôn. Cũng giống như các bạn có thể chia sẻ cái thông tin để những người em của mình, em hoặc cháu trong gia đình mà nếu mà chuẩn bị mang thai thì đến bệnh viện sớm, giống như chương trình này đang bác sĩ đang khuyến cáo vậy đó, đến sớm để được mình chăm sóc từ ngay ban đầu luôn á. Thì chúc các em có một cái thai kỳ khỏe mạnh. Dạ. Dạ, cảm ơn bác. Xin mời bác.
Lời cuối cùng thì bác sĩ Huy xin gửi lời chúc đến tất cả quý mẹ bầu đang mang thai hoặc là những gia đình mà đang có ý định có thai để mình kịp săn rồng trong năm nay thì được nhiều sức khỏe và mọi những ý muốn của mình đều đạt được như ý muốn của mình. Dạ, cảm ơn bác. Tại cái từ mà hot trend năm nay là săn rồng. Dạ, nên là chương trình của chúng tôi cũng mong muốn gửi gắm đến quý vị những cái lời chúc sẽ đón rồng, rồng khỏe, rồng mạnh khỏe và những cái niềm vui vẹn tròn, mẹ tròn con vuông trong năm nay và những năm sau nữa. Dạ, chương trình ngày hôm nay thì cũng kết thúc rồi và thì cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các vị khán giả đã đón theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.